Light Finance, the world of financial freedom. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Reserve của Light Finance. Các bạn thân mến, trên thực tế không phải ai cũng có số vốn lớn khi bắt đầu tham gia thị trường tài chính. Chính vì vậy, để có thể thành công trên thị trường, các nhà đầu tư cần xây dựng cho mình một chiến lược giao dịch hiệu quả. Và trong video ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn chiến thuật trung bình hóa chi phí đầu tư. Vô cùng đơn giản mà vẫn đem lại khoản lợi nhuận ấn tượng. Trung bình hóa chi phí đầu tư, hay còn gọi là Dollar Cost Averaging, là chiến thuật đầu tư một lượng tiền cố định và một sản phẩm tài chính dựa trên một kế hoạch thường xuyên trong một thời gian dài, bất chấp giá như thế nào. Khi thị trường sụt giảm với một khoản tiền nhất định, bạn sẽ mua được nhiều sản phẩm với giá thấp. Khi thị trường đi lên, cùng với số tiền đó, bạn sẽ mua thêm, nhưng lần này sẽ mua được ít hơn do giá cao hơn. Đây chính là cách mà các nhà đầu tư vô hiệu hóa sự biến động ngắn hạn trong thị trường vốn cổ phần rộng lớn hơn. Chiến thuật này giống như là một kế hoạch đầu tư ổn định. Cuối cùng, chi phí trung bình tính trên một sản phẩm đầu tư sẽ trở nên nhỏ hơn. Do đó, trung bình hóa chi phí đầu tư được xem là một chiến thuật đầu tư đơn giản, hữu ích, chi phí đầu tư thấp, giúp giảm thiểu rủi ro cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ có vốn đầu tư hạn chế, cũng như là hạn chế nguy cơ thua lỗ khi đầu tư một số tiền lớn vào một sản phẩm riêng lẻ tại thời điểm bất lợi. Ưu điểm khi giao dịch với chiến lược trung bình hóa chi phí đầu tư, các nhà giao dịch có được những lợi ích như sau: vô hiệu hóa được sự biến động giá ngắn hạn. Nếu bạn quyết định loại bỏ toàn bộ số vốn đang có để mua một sản phẩm, nhưng sau đó giá liên tục sụt giảm, bạn sẽ phải chịu một khoản lỗ rất lớn. Chính vì vậy, việc áp dụng chiến lược trung bình hóa chi phí đầu tư sẽ giúp bạn hạn chế được nguy cơ thua lỗ nặng hoặc thậm chí là cháy tài khoản khi đầu tư số tiền lớn vào một sản phẩm riêng lẻ tại một thời điểm bất lợi. Loại bỏ cảm xúc trước những quyết định đầu tư. Các nhà giao dịch thường có tâm lý tham lam và sợ hãi. Chính vì vậy, quyết định đầu tư sẽ dễ dàng chịu tác động bởi cảm xúc thay vì lý trí. Nhược điểm: chi phí cao và hạn chế khả năng kiếm lợi nhuận cao, đặc biệt là khi thị trường giảm. Trên thực tế, việc mua thường xuyên sẽ làm tăng chi phí giao dịch. Tuy nhiên, nếu bạn đầu tư dài hạn, khoản phí đó sẽ trở nên rất nhỏ so với danh mục đầu tư tổng thể của bạn. Chiến thuật này cũng có thể áp dụng đối với nhà đầu tư mới không có nhiều vốn, nhưng họ có thể đầu tư với những khoản tiền nhỏ một cách thường xuyên. Hãy nhớ rằng chiến thuật trung bình hóa chi phí đầu tư không ngăn được sự tổn thất trong một thị trường sụt giảm liên tục, nhưng nó khá hiệu quả trong việc tận dụng lợi thế về tăng trưởng trong thời kỳ dài hạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!